Auto Cycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình tạm gọi là video clip review một chiếc xe. Thì thật sự ra các bạn nhìn vô chiếc xe này thì nó cũng không có gì gọi là quá đặc sắc, quá nổi bật để mà phải làm một cái video review về nó. Nhưng mình làm cái video này nó có cái ý nghĩa riêng nó. Nó có một cái ý nghĩa mà đối với mình nó là một kỷ niệm và là một cái tạm gọi là một cái thành tựu cho một cái chiếc xe. Và chiếc xe này mình sẽ đem nó về trưng bày tại cái nơi trưng bày những cái xe của Motorcycle TV. Video clip này mình nhằm gửi lời cảm ơn đến những anh em, những bạn bè đã hỗ trợ mình trong cái dự án thực hiện chiếc xe này, tạm gọi nó là chiếc xe quay Motorcycle TV. Thì những bạn nào không thích xe độ chế, không thích thể loại xe này, các bạn có thể bỏ qua video này, kiếm video khác phù hợp với lại cái sở thích của mình, với đam mê của mình, để mà anh em mình đỡ mất thời gian hơn. Đó, thì qua cái video này cho phép mình nhắc lại một lần nữa cảm ơn những bạn bè, những anh em đã hỗ trợ cho dự án của chiếc xe quay Motorcycle TV. Thì tại sao đối với mình nó lại là một cái kỷ niệm, gọi là kỷ niệm khó quên. Đây là chiếc xe mà trong cái thời niên thiếu, thời tuổi thơ của mình, cách đây hơn 10 năm, khoảng 15 năm về trước, nó là một cái mơ ước. Khi đó mình sử dụng một chiếc xe cánh én 50 phần khối. Mình thấy ngoài đường có những chiếc xe quay độ cái dàn đầu, giống như mấy chiếc xe Sport hay là xe Suzuki Susibo đó, hay là mấy cái xe Honda Sonic, Honda Wayne, mình nhìn mình đi không nổi luôn các bạn, thích lắm. Nhưng mà thời điểm đó chạy chiếc cánh én mà gia đình cũng không có gì gọi là khá giả hết, đi học nữa, học sinh sinh viên, năm đó mình học lớp 12, mê lắm, mê chiếc xe này lắm. Ra đường mà thấy chiếc nào mà đầu Sonic mà đuôi Sibo, hay là đầu Sonic đuôi quay, đại loại là thích cái dàn đầu Sonic Nova lắm, thích Nova lắm. Ở sớm mình có một cái anh chạy chiếc xe Nova, chiếc xe Sonic đó. Hai chiếc xe đó mình nhìn mình mê lắm, nhưng mà không có điều kiện. Rồi mình cũng thích, lúc đó mình có một chiếc quay, mình cũng muốn độ, nhưng mà lúc đó đi hỏi dàn đầu bẩn rồi, mắc tiền quá, không có tiền chơi. Rồi qua bao nhiêu năm tháng bon chen làm việc, thì ngày hôm nay mình làm chiếc xe này. Thì chiếc xe này xuất phát của nó là chiếc xe quay RSX. Quay RSX đây. Nó giống như là quay Alpha, quay A các bạn, quay bụng á. Mình độ dàn đầu. Thì tại sao mình lại làm video cảm ơn? Thật ra với kinh tế của mình bây giờ, mình thì không có giàu có gì, nhưng mà cái việc mà để đi mua những món đồ mà để độ xe, ví dụ như phuộc nè, đĩa nè, hay là mua dàn áo, đầu đèn, mình mua được hết. Nhưng mà cái xe này là đồ cho, đồ tặng và đồ hư hết các bạn. Chiếc xe này toàn bộ là đồ bị hư hết nha. Chiếc xe này, trên xe này là đồ anh em gửi về là đa phần là đồ bị hư. Thì giờ mình sẽ nói chi tiết từng món đồ. Đầu tiên là cặp cùm. Đây là cái cặp cùm của xe MSX. Đây là cặp cùm của xe Honda MSX 125. Do một cái bạn có độ cái xe MSX của mình, bạn dư ra cặp cùm, bạn gửi, bạn tặng mình. Thì trên này là cái sơn zin nó bị tróc các bạn, nhưng mà mình không muốn sơn lại, tại vì cái sơn zin này nó cũng còn liền lạc. Mình muốn giữ cái vết chày này để mình nhớ. Đây là cái món đồ mà của một bạn đã bỏ ra và cho mình, cho mình tặng lại cho mình cái cùm. Các bạn nhìn, cùm còn zin, còn tốt hết mọi thứ luôn. Mình có thể mình sơn đen cái này lại được, nhưng mà mình muốn để như vậy để mình nhớ được nó là một trong những cái món đồ hư, món đồ anh em bỏ ra anh em cho mình, là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai là một người em đã giúp mình thực hiện là cho mình cây phuộc trước, vè trước và đồng hồ của chiếc xe Suzuki. Chiếc xe Suzuki để mình gắn vô các bạn. Cái đồng hồ này gắn vô cái mặt bàn thờ phuộc, ổ khóa, mọi thứ nó khớp hết. Thì có một người em tặng cho mình. Mình rất là nhiều anh em cho đồ, cho nên là mình không có nhớ hết từng người, nhưng mà mình sẽ nhớ từng bộ mà anh em cho.
cái đầu đèn á, cái đầu đèn Nova này và cánh bửng với mỏ cày là mình đi mua. Mình đi mua và sau đó mình có hạn chế cái ốp này, và cái chỗ này nó hơi bị chốc sơn, vài bữa nữa mình cũng sẽ dặm lại cho nó liền lạc để mình tháo ra đó. Cái mình để cái nó bị cấn, với lại xiết là xiết vô nó bị dập sơn chỗ này, thì mình cũng sẽ dặm lại chỗ này. Mấy cái con ốc titan màu mè này thì cũng là ốc dư mà anh em gửi đồ về, nó có trong mấy cái hộp đồ á. Con này nè, con này nè, con này, hai con này ốc roti mình cũng để nó vậy luôn, mình không có làm mới, mình muốn nó cũ. Cái trợ lực này là có một bạn gửi cho mình hai cây, một cây bạc màu và một cây còn sạch sẽ. Mình đã vệ sinh và mình kiểm tra dầu nhớt, mình chế bát bắt vô đây. Và cái cây trợ lực này nó vẫn còn xài tốt anh em, nó vẫn còn xài khá là tốt ha. Mình vệ sinh nó lại nó không có bị xì dầu gì hết, xài rất là tốt. Cái cùm bên này là cái cùm của một cái xe CBR. Nó là một cái cùm có nút bắt sinh, mở đèn và cốt pha, xi nhan, kèn nằm hết bên trái luôn các bạn. Mà thường thường là người ta sẽ mua cái này gắn cho mấy cái MXX đồ này nọ đó, xe côn tay người ta sẽ mua cái này. Thì cái này cũng của một đứa em, nó cũng gửi về, nó tặng cho mình. Thì khi nó gửi là cái tình trạng là cái công tắc này bị hư, không ăn điện, rồi nút cốt pha cũng ăn điện, rồi mình mở ra mình vệ sinh, mình chùi rửa, mình thay mấy cái dắt ở trong, mình chế của xe quay, mình gắn qua thì tất cả mọi thứ đều hoạt động. Để mình cho anh em coi, mình xài đèn bình luôn mọi người, bật lên là sáng đèn luôn đó. Cốt pha đó, rồi xi nhan trái phải, xi nhan trái, rồi xi nhan phải đó, xi nhan đèn đầy đủ đó. Rồi cái cầm Uma Racing này, mình nhớ là có một bạn nói với mình là mua để gắn cái xe cúp, sau đó gắn sao không được, bị treo ga, gắn được cũng gửi tặng mình. Ok, thì mình cũng đã làm lại rồi, mình sửa, tại vì do cái ngàm trong này nó bị sai, mình cũng chỉnh lại. Mình gắn được lên xe này, lên ga hoàn toàn tốt. Đó là cái phần riêng về dàn đầu này. Trong đó có hai cái bánh, là có một anh gửi cho mình không nhớ tên, là gửi tặng cho mình một cái cặp bánh, trong đó có hai cái đùm và hai cái niềng bị mục. Thì mình chỉ lấy được hai cái đùm thôi, và một bạn khác gửi cho mình một cặp niềng, gửi cho mình một cặp niềng, và mình cặp niềng này còn đẹp, niềng Goshi còn đẹp. Mình rút căm, mình bắt vô đây, đồ cho không à, đó là cặp bánh. Với heo dầu sau, một bạn gửi tặng cho mình một bộ heo dầu sau, mình cho anh em coi. Đây là con heo dầu sau, bạn nào nhớ thì cứ comment dưới nha, nhớ đồ của mình thì cứ comment dưới đó. Bộ heo này là bạn nói là gắn trên, bạn chế vô trong chiếc xe tơ gì đó, mà bị xì phốt, bị hư, bạn gửi bằng cho mình sửa lại. Rồi giờ hoạt động tốt rồi nha anh em, hoạt động rất là mượt, nhẹ nhàng, không có dính đĩa, bánh quay nhẹ nhàng đó, cứng ha. Rồi quay rất là nhẹ, tại vì mình có một mình, mình quay nó không có được thuận tay. Rồi về cái động cơ á, thì đồ máy thì nhiều anh em cho mình lắm, mình mới gom, mình kết hợp lại mình làm. Thì cái máy này là cái máy 54mm, hành trình là 54 dên đôn 13 ly, bình xăng bông mai, Boe Uma của một bạn gắn vô xe Exciter 150 dư, không xài, gì về zin cho mình cái Boe. Thì đồ máy này là anh em cho hết, mình ráp một cái máy. Cái bô, về cái bô lon ác em này, cũng là một người bạn cho mình, dư không xài. Mình làm lại cái co, và mình đang cũng tính nhờ một bạn làm cho mình cái co titan và gắn hai cái móc lò xo lại, thì cái bô này cũng chưa hoàn hảo lắm đó. Và hỗ trợ bộ tem này là từ bạn Nguyễn Thành Nam, đề can đã làm cho mình bộ tem, bạn Nam ở Cần Thơ thiết kế cho mình full bộ tem cái xe này. Rồi còn lại thì đồ của mình là xác xe cũ, và mình mua cái gác chân này, gấp thì nó dính trong xe, gấp zin không có gì hết. Rồi dàn đuôi là từ một cái dàn áo của một anh gửi cho mình cái đời quay này, nguyên một bộ dàn áo, nhưng mà mình chỉ lấy lại hai cái cánh bửng đuôi. Đèn sau thì mình mua đèn mới. Yên này thì mình lấy cái yên cũ mình bọc lại, và cái tay nắm zin. Rồi thì đó là về đôi nét về lịch sử cái xe này.
mình làm cái video clip này để lưu lại, để ghi nhớ lại tình cảm mà mấy anh em, mấy bạn bè đã dành tặng cho mình, để mình quay cái xe qua bên kia. Bên phải xe này các bạn, đó, thắng đĩa trước sau là cũng anh em cho mình. Thì mình đăng cái video này lên, những bạn nào, những anh em nào nhìn ra món đồ của mình thì có thể comment bên dưới cho mình biết, hoặc là mình sẽ có một cái status cảm ơn trên Facebook cá nhân lucio.nguyen.31. Cảm ơn anh em. Thì anh em nào có nhớ được cái món đồ đã gửi tặng mình và nhớ nhìn ra món đồ trên xe này thì có thể comment cho mình biết, để mình lưu thông tin lại, để một dịp nào đó có thể hỗ trợ anh em trong những cái ban bệnh khó khăn mà anh em gặp phải trong quá trình sửa xe hay là quá trình sử dụng xe anh em đam mê. Mình hỗ trợ lại được anh em, coi như là thể hiện cái sự cảm ơn của mình. Đó, rồi, thì ngày hôm nay làm cái video clip review cái này, mục đích duy nhất của mình là chứng minh một chuyện: không có món đồ nào hư hay bỏ hết anh em, mình sử dụng nó đúng cách thôi. Còn ngoài ra, nếu có ước mơ, có mong muốn, có khát khao chinh phục thì anh em cứ việc làm, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được. Có thể ngày hôm nay ước mơ đó đối với chúng ta nó lớn, nhưng mà mai sau 5 năm, 10 năm nữa thì cái ước mơ đó hoàn toàn ở trong tầm tay. Và đây là câu trả lời cho ước mơ của mình 15 năm về trước. Mình mong muốn có được một chiếc xe quay, có thể là quay Trung Quốc thôi, đuôi xe quay, đầu Nova, và mình không bao giờ nghĩ được là mình sẽ độ được một chiếc xe như vậy. Và ngày hôm nay, bằng chính những món đồ anh em dư ra, anh em không xài, anh em bỏ ra trong các dự án, anh em tặng mình, và bằng cái tay nghề mình có được qua bao nhiêu năm tích góp kiến thức cũng như là nghề nghiệp, mình đã tự tay làm nên ước mơ của mình. Và đây khẳng định chiếc xe này đối với mình là vô giá. Có thể với bạn nó không đẹp, đồ có thể có món lô, có món nó xấu, nhưng với mình nó đẹp rồi. Tại vì sao? Đó là cái tình cảm của anh em fan hâm mộ dành cho mình và bạn bè dành cho mình. Có thể góc nhìn của bạn cái xe này nó không đẹp, nhưng riêng cá nhân mình thấy nó đẹp. Nó đẹp từ ý nghĩa cái xe, và từ đây là cái khát khao chinh phục của mình thì mình thấy nó đẹp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái xe này cho các bạn coi. Máy 54 nhưng mà rất là nhẹ các bạn. Do mình để lâu nó hết bình á, mình để lâu cái xe trong kho nó hết bình, chứ cái xe này vẫn đề được nha các bạn. Mình sẽ dừng cái video clip này lại tại đây. Thì nếu anh em cảm thấy hay thì anh em nhớ like và subscribe kênh, và anh em cũng đừng quên ủng hộ kênh mọi người xem quảng cáo. Thì nếu như các bạn có những món đồ hư bỏ không sử dụng, các bạn cứ gửi gì cho mình sẽ cố gắng mình phục hồi nó lại ở trạng thái tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp anh em ở những video clip tiếp theo. Mình sẽ có những dự án phục chế những cái phiên bản xe và những cái xe mà mình mơ ước từ thời tuổi trẻ mà không thực hiện được. Hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.